Chào các bạn đến với kênh của mình, giải trí dài dài. Thì hôm nay mình các bạn biết chơi gì ở đây làm gì không? Để mua chơi cho mẹ, vì chơi của mẹ đã đi 9 năm rồi, 9 năm rồi nhá. Rồi chơi của mẹ đã hỏng mất nhiều, nên phải mua chơi mới cho mẹ mình. Các bạn ạ, đừng quên ở những đăng ký và like video và chia sẻ cho mình nha. Wow, để rất là nhiều. Đi hóa rồi, chúng ta phải nhằm các bạn nha. Chị ơi, chị có biết ra để có thể vào bên tập có cái gì là cách đàn này. Các bạn phải ở nước đăng ký hoặc là này. Được chưa? Chọn 1 trong 2 nha. Để đúng hết 5 giây nha. 5 4 3 2 1 hết giờ. Các bạn ơi, đã tới nơi rồi đó. Các bạn ơi, cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Vì ra like phần này đăng ký nha. Wow, các bạn nhìn mà xem này, để rất là chị trò và rất là nhiều che, rất là nhiều che nhà. Hãy lên được tầng 2 rồi. Có một cái là nhiều che là các bạn ạ. Và ở trên tầng 3 không có cái che gì các bạn ạ. Rất là nhiều che này. Ok bố. Rất là kỳ khó phải. Các bạn ơi, mẹ nhìn hình như mẹ ơi, mẹ dùng trên nhà đúng không? Thích màu nào? Con trên màu mua trên màu cái này là đặc biệt đúng không em? Không, màu hồng mới là trên. Còn màu tím thì uệ các bạn ơi, hãy hết video của mình rồi, hãy các bạn nha, mình có thể làm video mình đang đi nha, bye bye các bạn ơi, video sao cái này rồi.